Tại khu vực ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động trên địa bàn phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, những ổ loang quang, bọ gậy, đặc biệt muỗi vằn gây bệnh như thế này vẫn xuất hiện tại khu vực nhà dân. Đây chính là nguyên nhân của việc sốt xuất huyết luôn tiềm ẩn và bùng phát trong chính ổ dịch. Tổng vệ sinh môi trường thì chúng tôi cũng đã đi giám sát, tuy nhiên đợt này cũng rất là mưa nhiều, thì đâm ra cái dụng cụ chứa nước thì cũng rất là còn nguy cơ tiềm ẩn. Và cái nguy cơ tiềm ẩn của những cái ổ bọ gậy này là sẽ có các ca bệnh phát sinh trong ổ dịch. Từ đầu năm đến nay, quận Bắc Từ Liêm ghi nhận 128 ca sốt xuất huyết với 9 ổ dịch. Hiện một ổ dịch đang hoạt động đã được tiến hành xử lý môi trường, diệt loang quang, bọ gậy và phun hóa chất giai đoạn 2. Việc người dân phối hợp với y tế trong công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết đóng vai trò quan trọng. Bên y tế vào đúng được kịp thời để cho các bên cạnh hàng xóm không bị lây lan là một, là hai nữa là tuyên truyền để cho các gia đình bên cạnh là không phải bị sốt huyết mà phải mắc màn mắc ghép. Thế nhà gia đình nhà tôi cạnh đấy là nhà tôi cũng chấp hành theo. Về tình hình thực tế cũng đã phun xử lý các cái phường nguy cơ như là Minh Khai, Phú Diễn, Xuân Đỉnh đã phun xử lý các cái vùng nguy cơ. Thì trong thời gian tới thì cũng tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận cũng như Sở Y tế để thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết nói chung cũng như các dịch bệnh khác trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, đảm bảo cho cái công tác khoanh vùng dập dịch cũng như là giám sát phát hiện sớm các ca bệnh và ổ dịch, không để dịch bùng phát và lan rộng. Việc phun hóa chất diệt muỗi mang mầm bệnh, xử lý các ổ loang quang, bọ gậy là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng chống dịch sốt xuất huyết. Vì vậy thời điểm này, trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thủ đô đang tiến hành xử lý kịp thời, hiệu quả các ca bệnh ổ dịch sốt xuất huyết, đặc biệt tại các khu vực ổ dịch có nhiều bệnh nhân, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường tại các khu vực có nguy cơ cao.